Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 10 dương lịch năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Lộc Uyển, thiền đường Thái Bình Dương, trong ngày thứ năm, tức là ngày cuối của khóa tu của chúng ta với chủ đề là về nguồn. Chắc quý vị biết là ở miền Bắc tiểu bang Mississippi mình có một tu viện gọi là tu viện Mộc Lan Magnolia Grove Mindfulness Practice Center. Và trước khi về Lộc Uyển thì thầy và tăng đoàn có lưu lại đó 2 tuần để hướng dẫn 2 khóa tu, một khóa cho người Việt nói tiếng Việt và một khóa cho người Hoa Kỳ. Tuy là nói là người Hoa Kỳ nhưng mà các nước khác cũng có tới. Cái thiền đường 2 triệu lên đó, của tu viện Mộc Lan nó lớn bằng ít nhất là bằng 2 cái thiền đường này. Và khóa tu đầy hết. Khóa tu cả ngàn người Hoa Kỳ tham dự. Rất là hạnh phúc. Ở tu viện Mộc Lan thầy có một cái thất, gọi là thất chịu chơi. Tiếng Anh gọi là being time. Và nếu có dịp quý vị nên hành hương đi Mộc Lan cho biết. Hiện bây giờ thầy Pháp Huy và sư cô Hỷ Nghiêm đang chủ trì tu viện đó, và có 30 mấy vị xuất sĩ, phần lớn đều là trẻ, đang hành đạo tại đó và hướng dẫn tu học tại đó cho tiểu bang Mississippi và những tiểu bang xung quanh. Ngày mai, tức là mùng 9, sẽ có vào khoảng 15 vị xuất sĩ từ tu viện Mộc Lan Mississippi tới đây. Nếu quý vị muốn gặp thì ở lại. Và nếu quý vị thấy 5 ngày tu chưa đủ, thì ở lại để tu khóa 6 ngày của người nói tiếng Mỹ. Tại vì sau khóa tu này, mình sẽ có 2 ngày nghỉ để chuẩn bị cho khóa tu nói tiếng Anh sắp tới. Khóa tu tiếng Anh sẽ đông hơn, khoảng bằng 2 khóa tu tiếng Việt. Có một số các thầy, các sư cô ở Mộc Lan có mặt ở đây. Sư cô Đáo Nghiêm là một, mời sư cô Nghiêm lên trên này. Sư cô sẽ hát cho mình nghe một bài trước khi thầy nghe pháp thoại. Trống hay là cái mỏ? Có cái trống. Thầy Pháp không ngờ là cái trống con đứng đây này. Con đứng được không hay là con ngồi? Con ngồi. Hả? Con rung quá, con ngồi đi. Lấy cái ghế. Sư cô sẽ hát bài Bà Tôi. Con qua ngồi đây. Đây là một cái dân ca hiện đại của miền Bắc. Thì theo tôi hiểu, tại vì nghe sư cô hát một lần ở Mộc Lan, tôi hiểu là cái anh chàng đó, anh chàng đi theo gia đình lên thành phố và sống cuộc đời của ca chờ, tức là sống cuộc đời của thành phố. Và anh ta quên mất cái quê hương của mình,
không biết rằng quê hương có những người đang trú trì, đang làm vườn, đang quốc đất, đang nuôi lợn, đang chăm sóc và vườn dâu, và đồng thời cũng giữ được cái nếp sống ngày xưa, nếp sống của sự của tình nghĩa, nếp sống của sự thờ phụng tổ tiên. Và không biết tại sao anh chàng đó gió mưa thúc đẩy như thế nào mà được về làng, được về làng một lần và được tiếp xúc với cái văn minh cổ truyền của đất nước. Tại vì sinh ra và sống ở thành phố thì đâu có biết quê hương là cái gì. Thành về làng và được gặp bà và thấy bà rất là khác. Bà tượng trưng cho cái nếp sống lành mạnh và chất phác ngày xưa, rất gần gũi với thiên nhiên, rất gần gũi với đất đai và chăm sóc bàn thờ rất là cẩn thận. Nếp sống tình nghĩa của ngày xưa giữ được nguyên vẹn. Và nhờ cái cơ hội được gặp bà cho nên tiếp xúc được cái văn hóa cổ truyền và cái nếp sống lành mạnh cổ truyền của đất nước. Tại thành phố hiện bây giờ nó có nhiều tha hóa quá đấy. Mình đánh mất mình, đánh mất cái nội tâm, cái nguồn suối, cái cội nguồn của mình rất là nhiều. Cho nên anh chàng đó, anh mới hỏi là mưa gió nào đã đưa tôi về làng để cho tôi được gặp bà và được tiếp xúc với cái nếp sống truyền thống của dân tộc. Cái nếp sống của bà rất là khác với nếp sống của những người thành phố. Và có lần bà đã được con cháu mời về thành phố và bà cảm thấy không có thoải mái. Bà không có tìm thấy niềm vui. Và bà héo hắt sống ở thành phố tại vì không có được gần đất đai, không được gần mồ mả tổ tiên. Thì được ở một thời gian thì người đó được thấm nhận cái văn hóa cổ truyền và lâu lâu thì trở về để được hưởng cái văn hóa đó. Cho tới một ngày đó thì nghe tin bà mất và người đó về làng khóc và có dịp đưa bà ra nghĩa địa đầu làng. Và hôm đó trời nổi gió rất là lớn, nổi gió rất là lớn, có lẽ là bão táp ở trong lòng. Cái ngày đầu được về làng thì nắng rất là to và thấy bà đổi các trời nắng mà đi. Sư cô là người Trung nhưng mà sẽ hát tiếng Bắc. Con nói một vài câu để chào mừng đại chúng bằng tiếng Bắc đi. Có microphone chưa? Dạ, con kính bạch sư cụ, con kính chào đại chúng. Dạ, con xin mời sư cụ và đại chúng cùng về thăm một vùng quê miền Bắc qua ca khúc Bà Tôi. Con xin lỗi, con hơi run ạ. Quanh co sợi rơm khô.
cầm cờ hoa mây trời, cười cười một chuỗi trời thử bụng ta. Có mùa thóc lép lợp trên mái nhà, có mùa hoa cà tự nhiên kim tai. Ba ví lông gà vàng như vườn cải, ông ví mặt trời như lời môi lai. Ai ví tình yêu như cho nghịch dài. Bà lên kẹp chợ có buồn được đâu, ra về lúc lắc héo mòn một sâu, ra về lúc lắc héo mòn một sâu. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to. Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình ba đội cản trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu diêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co. Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình ba đội cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu diêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co có sợi rơm khô. Nhớ làng tôi, từng dòng mướn xanh bay 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 bay. Nhớ bà tôi, 100 năm qua rồi ngọn cỏ hoa mây trời. Cười cười một chuỗi trời thử bụng ta. Có mùa thóc lép lợp trên mái nhà, có mùa hoa cà tự nhiên kim tai. Ba ví lông gà vàng như vườn cải, ông ví mặt trời như lời môi lai. Ai ví tình yêu như cho nghịch dài. Bà lên kẻ chợ có buồn được đâu, ra về lúc lắc héo mòn một sâu, ra về lúc lắc héo mòn một sâu. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng mình chợt nổi trận gió to. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng mình chợt nổi trận gió to. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng mình chợt nổi trận gió to. Cảm ơn con. Các đại chúng ở bên Âu Châu đó, nước nào cũng muốn có một khóa tu mỗi năm. Nước Anh cũng muốn, mà nước Đức cũng muốn, mà nước Hà Lan cũng muốn, nước Ý cũng muốn, nước nào cũng muốn ít nhất là có một khóa tu mỗi năm. Nhưng mà Làng Mai không có đủ giáo thọ. Thành ra may lắm, 2 năm mới có được một khóa tu. Chúng tôi đã
đã làm lễ xuất gia cho gần 1.000 người. Chúng tôi đã đào tạo được cư sĩ, nhưng mà số giám thọ xuất gia và tại gia còn ít lắm, không có đủ sức để cung cấp cho cái nhu yếu tu học trên thế giới ở Âu Châu, Mỹ Châu và các châu khác. Chúng tôi rất cần người xuất gia. Nếu mà quý vị dưới 35 tuổi thì nên ghi tên. Và chúng tôi thấy sống đời xuất gia đã lắm. Là tại mình được tu, được học mà được giúp đời. Ngay năm đầu đã có thể giúp các anh, các chị lớn tổ chức các khóa tu, các ngày chánh niệm ra. Và mỗi mùa đông thì được ở 3 tháng an cư và học rất là sâu. Và trong quá trình tu học mình xây dựng tịnh vấn đề, nuôi dưỡng rất là nhiều. Và khi mình tổ chức những khóa tu, mình thấy người ta chuyển hóa, hòa giải với nhau, thì cái đó nó nuôi dưỡng mình rất là nhiều. Các nhà chính trị đôi khi họ 10 năm, 15 năm chưa thấy kết quả, nhưng mà mình tu và mình tổ chức khóa tu, mình thấy kết quả rất rõ ràng cho mình và cho những người khác. Cho nên chúng tôi cần những người trẻ như là cô vừa rồi đó. Nếu quý vị muốn thì quý vị có thể thử 5 năm. Tại mình có chương trình xuất gia 5 năm, 3 năm sa di và 2 năm tỳ kheo. Và nếu sau đó thấy thích thì tiếp tục cho đến trọn đời. Còn nếu không thì ra đời để làm để và học thêm để làm vị giáo thọ cư sĩ. Tiếp nối. Mời quý vị suy nghĩ. Nếu ở ngoài đời thấy không có gì vui hết thì tại sao không có gia nhập vào tăng đoàn? Tăng là đoàn thế đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Ở trong khóa tu này chúng tôi có ba sư chú người Mỹ mới xuất gia được chừng một năm. Và hiện bây giờ có 4 tập sự người Mỹ và các anh chàng tập sự tên Frank nhảy hip hop rất là đẹp. Frank có đây không, lên nhảy hip hop cho đại chúng coi. Có không? Frank có đây không? Tôi gì mà vui quá, được nghe dân ca, được nhảy hip hop. Cái trung tâm tu học đầu tiên mà chúng tôi mở bên Pháp á, nó có cái tên rất là ngộ là Lepatadus. Lepatad là khoai đó. Đút là ngọt, nghĩa là khoai lang, trung tâm khoai lang. Lepatad Đút, trung tâm khoai lang, nó nằm ở phía đông nam thành phố Paris. Mình lái xe đi khoảng 1 giờ rưỡi thì tới. Cái hồi chúng tôi hành đạo tại Paris thì cứ cuối tuần thì chúng tôi về cái trung tâm đó. Và đến khi miền Nam không còn nữa thì chúng tôi rút lui về cái trung tâm đó để tu học và hướng dẫn các khóa tu. Nhưng mà cái chỗ đó tuy là đất rộng nhưng mà nhà ít. Vì vậy cho nên mỗi khóa tu như vậy tổ chức chỉ được 50 người tham dự thôi. Và cuối cùng thì chúng tôi di cư vào miền Nam nước Pháp và thành lập Làng Mai. Làng Mai hiện bây giờ có 4 xóm. Xóm Thượng, xóm Hạ, xóm Mới và Sơn Hạ. Xóm Thượng tức là chùa Pháp Vân và Sơn Hạ là chùa Sơn Hạ. Hai chỗ đó để cho các thầy, các sư chú và những người nam cư sĩ. Còn xóm Hạ với là xóm Mới là để cho các sư cô và các nữ cư sĩ thường trú.
Và bên Đức thì có Viện Phật học ứng dụng châu Âu. Cung cấp những cái khóa học cho các Âu Châu. Còn bây giờ sư cô chân Đức người Anh và thầy Pháp Ấn người Mỹ gốc Việt đang chủ trì cái trung tâm đó, và có một đoàn thể xuất sĩ nam nữ đang thường trú thực tập tại đó để cung cấp những lớp học về Phật học ứng dụng, có làm việc chung với các trường đại học ở bên Đức. Mỗi năm chúng tôi qua bên đó để mở một khóa tu cho người nói tiếng Hòa Lan và một khóa tu cho người nói tiếng Đức. Hai cái nước đó là hai nước rất là may mắn, tại vì mỗi nước có được một khóa tu mỗi năm. Người Hòa Lan có một khóa tu mỗi năm, người Đức cũng có khóa tu mỗi năm, và người Pháp cũng có phước là tại vì họ cũng có khóa tu mỗi năm. Nước Ý thì đang tìm cách để cũng được như vậy, và hình như cũng gần được như vậy. Còn những nước khác thì may lắm là hai năm mới có được một khóa tu. Thái Lan cũng được hai năm thì có một khóa tu. Ở Thái Lan chúng ta có một trung tâm rất là đẹp ở trên công viên quốc gia, trong công viên quốc gia Khao Dài. Và trong đó có tăng xá, có 60 các thầy, có 60 các sư cô. Và Phật tử cư sĩ người Thái Lan yểm trợ rất là nồng nhiệt. Các thầy, các sư cô đó phần lớn phát xuất từ tu viện Bát Nhã, bị đuổi. Thì chúng tôi may mắn là có liên hệ được với trường Đại học Hoàng gia Chulalongkorn. Vì vậy cho nên giữa Lăng Mai và Chulalongkorn có ký một hiệp đồng làm việc chung, trao đổi giáo sư và sinh viên. Vì vậy cho nên các thầy, các sư cô của mình tị nạn sang bên đó được thể chế sinh viên, cho nên ở lâu ngày được, rất là may mắn. Và tháng 4 năm nay chúng tôi có mở nhiều khóa tu ở tại bên Thái, một khóa tại trường đại học Chulalongkorn, một khóa tại cái resort Wanri, và một khóa nói tiếng Việt cho người Việt và đồng bào ở bên nước đi sang giờ khóa tu tiếng Việt đông lắm, tại vì người Việt khỏi cần phải có visa, đi tới biên giới thì đóng dấu đi vào thôi. Thành ra đồng bào đi sang bên Làng Mai Thái Lan nó rất là gần hơn đi Hà Nội. Thành ra điều này là một điều rất là may mắn. Tuy là không có Làng Mai ở trong nước, nhưng có Làng Mai sát một bên, thành cũng đỡ khổ lắm. Xưa đó 400 người bây giờ đang có mặt, một ít ở đây, một ít ở Mộc Lan, một ít ở bên Làng Mai, một ít bên Đức và một ít ở bên Thái Lan và Việt Nam nữa. Và mỗi năm chúng tôi tiếp tục cho những người trẻ xuất gia, số người trẻ xuất gia nó vẫn còn tiếp tục. Và tất cả các vị xuất gia của chúng tôi từ gốc Việt Nam đi vào trong tu viện, tất cả đều phải học tiếng Anh hết. Ở Đức thì phải học thêm tiếng Đức, ở Thái thì phải học thêm tiếng Thái. Tại vì bây giờ chúng ta đi vào cái thời kỳ toàn cầu hóa, và người xuất gia hành đạo không phải chỉ ở trong đất nước Việt Nam, mà phải hành đạo ở nhiều nước khác. Vì vậy cho nên phải học Anh ngữ. Nếu quý vị có Anh ngữ sẵn rồi thì khỏi học, rất là mau. Thầy đang dụ. Mình cần hàng ngàn vị xuất gia mới, chứ không phải là hàng trăm đâu, cần hàng ngàn vị.
Và ngay năm thứ nhất đã có thể bắt đầu phụng sự được rồi. Những cái bước chân của mình, những cái hơi thở của mình, những nụ cười của mình đã có thể giúp đời được rồi. Frank, can you offer us a few minutes of hip hop? Đây là tập sự xuất gia sẽ được làm sư chú vào tháng 11, mùng 8 tháng Chạp là dương lịch năm nay. Có ai đến nhạc không hay là vỗ tay? Vỗ tay cho rồi. Tháng Chạp này sẽ biết pháp danh là gì, pháp tự là gì. Go ahead. Thank you, Frank. Cái hồi mà chúng tôi thành lập cái phái đoàn Phật giáo Việt Nam tại hội nghị hòa bình Paris đó, để vận động cho hòa bình ở Paris, tại vì các phái đoàn có mặt tại hòa đàm Paris thì họ là những phái đoàn chính phủ và nói tiếng nói của cái phe của họ, mặt trận giải phóng miền Nam này, chính quyền miền Bắc này, chính quyền miền Nam này, chính quyền Hoa Kỳ. Còn phái đoàn Phật giáo Việt Nam là nói tiếng nói của dân. Thì hồi đó chúng ta có một cái văn phòng ở tại đường La Goutte d'Or ở Paris, ở trên lầu 5. Và chiếc xe hơi đầu tiên của chúng tôi có là một chiếc xe hai ngựa đơn sơ màu, cái màu nâu, gần giống như các màu, cái màu y của các thầy Nam Tông đó. Mà cái hiệu của nó là Diane. Diane là tên của một công chúa ở Pháp ngày xưa. Nó chỉ có hai ngựa thôi, nhưng mà nó làm đủ việc hết. Nó chở biết bao nhiêu là người. Đã từng chở Hòa Thượng Huyền Quang đi sang dự hội nghị tôn giáo và hòa bình bên Thụy Sĩ. Cái xe đó nó chở cát, chở vôi, chở gạch, chở xi măng, làm đủ thứ hết. Và cho đến một cái lúc nào đó thì cái xe hơi đó nó chạy không được nữa. Heavy duty car, little car. Thành ra chúng tôi bắt buộc phải đổi một chiếc xe bốn ngựa để có thể làm được việc dễ dàng hơn. Bốn ngựa nó mạnh hơn hai ngựa, nó nervous hơn hai ngựa. Thì tôi có nhớ cái ngày mà tôi đem chiếc xe đó tới garage để lấy xe mới, thì tôi thấy thương, rất là thương. Chiếc xe hơi này nó vào sân ra tử với mình trong bao nhiêu năm. Nó
nó cùng mình đi qua những giai đoạn rất là khó khăn. Thành ra khi mình đến lại ở garage thì mình thấy trong lòng nó thương thương, tội tội. Cho nên tôi mới làm một bài thơ, làm bài thơ để tặng cho cái chiếc xe đó. Rất là kỳ lạ, chiếc xe theo nguyên tắc là một vật vô tri, tại sao mình lại thương? Nó là một vật vô tri, theo nguyên tắc là nó không có linh hồn, mà tại sao mình thương được? Quý vị có hiểu tại sao mình lại thương một vật vô tri? Có một thi sĩ Pháp hỏi rằng là các vật vô tri kia, chúng bay có là linh hồn hay không? Objet inanimé avez-vous donc une âme? Ngày xưa các thi sĩ Pháp cũng hỏi câu hỏi như vậy. Thì theo tôi, nó có linh hồn. Chiếc xe hơi đó nó cũng có linh hồn. Mà không những xe hơi có linh hồn mà cây cối đó cũng có linh hồn. Ở nơi nhà Tùng Bút, tôi, cái chỗ mà tôi đang ở đó, nó có 4 cái tùng rất là xưa, có thể là 400 năm. Và mỗi khi tôi đi ngang qua thì tôi thấy những cái cây tùng đó, nó đã trở thành linh thiêng, có linh hồn. Cho nên khi mà các sư cô đề nghị cắt những cây tùng đó để làm ni xá thì tôi cực lực phản đối. Tôi nghĩ tai nạn sẽ xảy đến cho mình nếu mình cắt 4 cái tùng đó. Tại vì nó đã trở thành linh thiêng, trở thành cố thù, nó trở thành ra trưởng lão, vốn vị trưởng lão của vùng đất này. Nên tôi mới xin các sư cô là nên vẽ lại đồ án khác mà xin, mà xin phép làm sao để mà giữ được 4 cái tùng đó. Và cái nhà tùng bút mà tôi đang ở mùa hè năm nay, sau khi tôi đi sẽ được dỡ ra, tại vì cái chỗ đó sẽ được làm ni xá cho các sư cô. Thì bây giờ mỗi khi tôi đi vô trong cái nhà đó, tôi thấy nó thương rồi. Mai mốt mình đi, mình bye bye rồi, cái nhà này nó chết, nó không còn nữa. Thành ra mình thấy tiếc thương thương sao, tuy nó đang còn đó, và nó là cái nhà vô tri mà tại sao mình lưu luyến, mình tiếc thương. Cũng như là chiếc xe hai người đó, mình cũng tiếc thương, mình cũng lưu luyến, mình có cái tình. Tôi nghĩ một chiếc xe đạp mà mình đi lọc cọc 10 năm, thì đến khi mình phải bỏ nó chắc mình có thương chứ không đâu. Chiếc xe đạp nó có linh hồn. Khoa y học bây giờ đó, nó có cái ngành gọi là mind body. Và người ta thấy rất rõ là cái gì xảy ra trong cơ thể nó cũng có ảnh hưởng trên tâm hồn của mình. Và những cái gì nó xảy ra trong tâm nó có ảnh hưởng tới cơ thể. Và người ta bắt đầu thấy rất là rõ là cái mà trong đạo Bụt gọi là thân tâm nhất như body and mind are one. Thì khi mình tu mình cũng thấy như vậy. Đời xưa và chính mình ngay bây giờ cũng vậy, có nhiều người cứ nghĩ rằng cái hồn và cái xác là hai cái hoàn toàn khác nhau. Cái hồn có thể tách rời ra xác và đi chơi. Thì theo cái khoa học hiện đại, cái đó không có đúng. Mà theo Phật học cũng không có đúng. Cái phần tâm và phần thân đó là hai cái nó dính liền với nhau. Nếu không có cái này thì không có cái kia. Cái này là nền tảng để cho cái kia biểu hiện, và cái kia cũng là nền tảng cho cái này biểu hiện. Nếu không có thân thì không có tâm, mà nếu không có tâm cũng không có thân.
Điều này là một điều rất là sâu sắc trong đạo Bụt. Mình phải hiểu thì mình mới hiểu được cái lẽ sống chết. Ví dụ tờ giấy này đây. Đây là mình đang tu thiền đó. Đây là một cái phương pháp thiền quán. Tờ giấy này đây, khi mình quý vị nhìn tờ giấy thì quý vị thấy rất rõ ràng là có một mặt phải và một mặt trái, phải không? Có hai mặt, không phải một mặt. Nhưng mà mình thấy rất rõ cái sự liên hệ giữa hai mặt. Nếu không có mặt trái thì không có mặt phải. Và nếu không có mặt phải thì không có mặt trái. Quý vị có thấy rõ không? Không có thể nói rằng bác ơi, bác lên đây lấy cái mặt trái đi về San Diego, rồi em ơi, em tới lấy mặt phải đưa về Los Angeles, không có được. Hai mặt nó phải ở chung với nhau. Cái này làm lưng tựa cho cái kia, và cái kia làm lưng tựa cho cái này. Cái đó trong đạo Bụt gọi là tương tức, tương đái, tương hữu. Tương tức là một cái danh từ của giáo lý Hoa Nghiêm. Nó có nghĩa là cái này là cái kia, là nhau. Chúng ta là nhau. Anh là tôi và tôi là anh. Không có anh thì không có tôi. Đó là hai mặt nó nói như vậy. Tôi có đây là nhờ anh có đó. You are therefore I am. Tay trái nó nói với tay phải như vậy đó. If you are not there, I will not be there either. You are, therefore I am. Nó rất là khác với câu của Descartes là I think, therefore I am. Rất là khác, và khác rất là xa. Bên phải nó nói với bên trái, tại vì bên trái có mặt đó cho nên tôi bên mặt mới có thể có được mặt đấy. Cái đó gọi là tương tức. Nó có cái danh từ khác là tương đãi. Đãi có nghĩa là đời. Đợi nhau xuất hiện một lần. Chứ không có cái nào xuất hiện trước, cái nào xuất hiện sau hết. Tương đại là một danh từ chuyên môn của đạo Bụt, giống như là tương tức. Quý vị tra trong từ điển thì nó có chữ tương đại. Đại là đợi. Đại cũng nghĩa là chiêu đại, đợi nhau. Thì khi mà Thượng Đế nói rằng ánh sáng, hãy xuất hiện đi. May the light be. Let the light be. Tôi thường đến là lần là ánh sáng xuất hiện. Thì ánh sáng nói rằng con phải đợi. Thường đến hỏi con đợi gì? Ánh sáng nói con phải đợi bóng tối để chúng con cùng xuất hiện một lần. Con không thể nào xuất hiện một mình được. Thường đến nói bóng tối hình như có rồi mà. Anh sang nói như vậy là con đã, cũng đã có rồi. Tức là không thể nào có cái này mà không có cái kia. Hai cái phải xuất hiện một lần. Cái đó gọi là tương đãi. Cũng như là cái tay trái và cái tay phải. Hễ có tay trái là phải có tay phải. Anh không thể nào chỉ giữ một cái và bỏ cái kia đi được. Cái đó không có thể được. Cái đó nó trật. Ví dụ anh rất là ghét tay phải. Anh lấy cái cưa, anh cưa cái đôi. Thì anh liền cái này đi. Thì cái chỗ cưa đấy nó trở thành tay phải. Anh không thể get rid of tay phải. Anh có thể lấy cái tay phải đi được. Chừng nào tay bên trái còn thì bên phải phải còn. Trái và phải là một cặp bài trùng, nó đi đôi với nhau.
không thể có trái nếu không có phải, và không có thể có phải nếu không có trái. Cái đó gọi là tương đại. Đó là cái thuyết gọi là, đó là cái về symmetry của đạo, của đạo Phật. Hễ có trái là có phải, hễ có trái có phải là có trái. Chúng ta lại còn có tương hữu. Là chúng ta cùng có một lần. Không phải, không thể nào có một cái có trước rồi cái có sau. Không thể có tay phải rồi, rồi mới có tay trái. Không thể có bóng tối rồi mới có ánh sáng. Và không thể nào nói phải có thân rồi mới có tâm, hay là có tâm rồi mới có thân. Hai cái nó phát hiện cùng một lúc. Đó là giáo lý của đạo Phật. Và chúng ta có danh từ tương sinh. Là cùng sinh ra một lần. Như bóng tao tối và ánh sáng, trái và phải, trên và dưới. Hễ có trên là đồng thời có dưới. Không phải trên có thể có trước được, trên dưới nó đồng thời có. Cũng như khi mà tôi vẽ cái hình tam giác này, ABC này, thì tôi mới gạch một con đường BH, thì tự nhiên nó sanh ra hai cái tam giác ABH hay là HBC. Thử hỏi cái nào có trước cái nào, nó cùng có một đồng thời. Đồng thời cùng có, không có cái nào có trước, không có cái nào có sau hết. Cái đó gọi là đồng sinh, Sahajata. Cái này là Sahabu. Nó có từng cái cặp như vậy đó. Nó cái cặp mà khó giải quyết nhất của triết học và của khoa học bây giờ, là cái cặp chủ thể và đối tượng, subject and object. Thì thường thường chúng ta, và có còn nhiều nhà khoa học nữa cũng nghĩ như vậy. Mình nghĩ rằng có một cái chủ thể, có cái tâm thức chủ quan ở trong này. Cái tâm chủ quan ở trong này. Và có cái thế giới khách quan ở bên ngoài. Nature, objective nature and subjective consciousness. Ta nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ rằng có một cái tâm thức chủ quan. Nó nằm ngoài cái đối tượng khách quan. Và tâm thức chủ quan đi ra để nắm bắt cái thế giới khách quan. Cái đó là phần lớn chúng ta đều bị kẹt vào cái đó. Nghĩa là hai cái chủ thể và đối tượng có thể lìa nhau mà tồn tại. Hai cái có thể có riêng. Và cái đó là một sai lầm căn bản. Mà người học Phật á, phải thấy điều đó ngay lúc đầu. Trong tâm học Phật giáo á, trong phương pháp thực tập chánh niệm á, thì chánh niệm nó có bốn cái đối tượng. Đối tượng thứ nhất là hình hài của mình,
quán chiếu về hình hài của mình, trong đó có hơi thở và thân thể của mình, gọi là quán thân, quán thân. Contemplation of the body, quán thân, quán niệm về hình hài của mình, gọi là quán thân. Đó là bốn cái bài tập đầu của kinh quán niệm hơi thở. Thở vào, tôi biết là tôi thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi thở ra. Vào ra là bài đầu. Bài thứ hai là thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào từ đầu tới cuối. Thở ra, tôi theo dõi hơi thở ra từ đầu tới cuối. Cái đó là bài tập thứ hai. Bài tập thứ ba là thở vào, tôi biết, tôi thấy, tôi nhận diện cái hình hài này của tôi. Thở ra, tôi nhận diện cái hình hài này của tôi. Và bài tập thứ tư là thở vào, tôi buông bỏ những căng thẳng trong hình hài này. Thở ra, tôi buông bỏ những căng thẳng trong hình hài này. Đó là bài bốn bài tập đầu. Nó có mục đích xử lý cái thân của mình, làm cho cái thân của mình nó nhẹ xuống. Và bốn cái bài tập thứ nhì đó mà mình đã học ngày hôm đầu tiên đó, là để mà xử lý những cái cảm thọ. Cảm thọ lý, cảm thọ lạc và cảm thọ khổ đau. Bài thứ năm là thở vào, tôi nhận thức, tôi chế tác hỷ. Bài thứ sáu, thở vào, tôi chế tác lạc. Bài thứ bảy, thở vào, tôi nhận diện niềm đau. Và bài thứ tám, thở vào, tôi ôm lấy niềm đau. Mà quý vị đã học những cái bài đó rồi. Thì cái lĩnh vực thứ hai là quán thọ. Quán thân 4 bài, quán thọ 4 bài. Và đến cái bài tập thứ 9 tới 12 thì là quán tâm. Cái tâm mình là một cái dòng nước, và mỗi giọt nước là một cái tâm hành, như là cái buồn, cái giận, cái vui, niệm, định, hay tuệ, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền. Đó là những cái tâm hành, những cái mental formations, danh từ chuyên môn mental formations. Và mỗi khi một cái tâm hành nó phát hiện, như là cái giận hay cái buồn, thì mình phải nhận diện được cho nó, được nó. To recognize the mental formations as they appear. Mình phải nhận diện trước rồi mình mới quán chiếu sau. Thì cái lĩnh vực thứ ba của quán niệm là quán tâm, quán thân, quán thọ, quán tâm. Và cái lĩnh vực thứ tư của quán niệm là từ hơi thở thứ 13 cho tới 16 là quán pháp. Tức là mình quán các pháp, đối tượng của tâm. Và nếu quý vị là những người học Phật á, thì quý vị phải biết ngay từ lúc ban đầu là pháp á, là đối tượng của tâm. Pháp không phải là một cái gì nó có ngoài tâm, nó độc lập với tâm. Tâm không phải là cái gì nó có ngoài pháp, nó độc lập với pháp. Thành ra chữ pháp này á, nó không có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật, không phải là the Buddha Dharma. Chữ pháp này á, dịch đúng là object of mind. Chữ tâm này á, là mind nè. Mà chữ pháp này là object of mind. Nếu quý vị chưa thấy
Để tôi chỉ cho quý vị thấy. Ở bên này mình có 6 căn. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 căn. Và đối tượng của 6 căn là 6 trần. 6 trần là gì? Là sắc, là thanh, sắc ở đây sắc là đối tượng của nhãn, thanh là đối tượng của nhĩ, hương là đối tượng của tỷ, vị là đối tượng của thiệt, xúc là đối tượng của thân, và pháp là đối tượng của ý. Quý vị có thấy rõ không? Pháp là đối tượng của tâm. Chứ không phải là một cái nó có ngoài tâm. Nó là đối tượng của tâm. Trong triết học Tây Phương nó có một trường phái gọi là hiện tượng luận, phenomenology. Phenomenology là hiện tượng luận. Và trường phái này chủ trương rằng ý thức bao giờ cũng là ý thức về một cái gì, chứ không có thể nào ý thức không được. Consciousness is always consciousness of something. Ví dụ như mình ghét, thì phải có cái đối tượng ghét. Phải ghét ai, ghét cái gì mới được. Trong thể là ghét không được. Không có thể nào có chủ thể mà không có đối tượng. Ví dụ như mình thương, thì phải có đối tượng thương. Còn nói, có cái thương nó có thể tồn tại ra độc lập đối với cái đối tượng thương, thì trường đó không có được. Nên cái câu nói căn bản của hiện tượng luận là consciousness is always consciousness of something. La conscience, c'est toujours conscience de quelque chose. Và vì vậy cho nên tâm với đối tượng của tâm là để đối với nhau. Nghĩ rằng tâm nó có thể có mặt độc lập ngoài đối tượng. Và đối tượng có thể độc lập ngoài tâm. Đó là sai lầm căn bản. Cho nên khi mà người ta học Phật, đầu tiên người ta phải thấy cái điều đó. Cái mình gọi là thế giới khách quan, nó chỉ là đối tượng của tâm thức mà thôi. Và đối tượng tâm thức danh từ ngày xưa gọi là Pháp. Cho nên các học giả Tây Phương họ dịch đúng. Họ dịch mind and its object. Object of mind. Vì vậy cho nên cái bút này, quý vị đừng tưởng là một cái gì nó có ngoài cái tâm quý vị. Nó là đối tượng của tâm. Và nếu tâm mình sáng thì cái đối tượng nó rõ, còn tâm mình mờ tối thì đối tượng nó mờ. Ví dụ như mình yêu một người thì mình có cái chủ quan của mình ở trong đó. Mình thấy cái gì cũng người đó cũng đẹp hết, người đó là đẹp nhất trên trời, không có ai đẹp bằng hết, dễ thương nhất từ trong ra ngoài. Thì đó thì mình cái thấy đó là thấy của mình. Người khác có thể có cái thấy khác. Rồi mình cưới về 3-4 năm sau thì thấy nó rất là khác. Thì cái đối tượng nó biến chuyển theo cái tâm, phải không? Còn mình nói cái đó là sự thật, khách quan là không có đúng. Cho nên khoa học bây giờ nó đã đi gần tới cái đó rồi. Khi mà đi vào cái lĩnh vực khoa học lượng tử đó, quantum physics đó, thì người ta thấy rõ là cái tâm không có đứng ở ngoài, không thể nào đứng ngoài mà làm một quan sát viên được.
mình phải tham dự vào. Và khi mà tham dự vào á, thì sẽ thấy rằng cái mà mình thấy khi mình làm một quan sát viên nó không phải như vậy, nó rất là khác. Cho nên các khoa học gia họ gần như đồng ý với nhau một cách hoàn toàn là mình không có được làm một nhà khoa học chân chính, không có thể nào đóng vai trò của một quan sát viên được. Mình phải trở thành một tham dự viên. Now, you cannot be an observer, you have to be a participant. Các nhà khoa học họ nói bây giờ như vậy. Thì không thể đứng ngoài được, phải đi vào trong. Thì ở trong kinh có ví dụ nó rất là hay, có một cái hộp muối á, nó đứng ở trên bờ biển, nó muốn biết nước muối nó mặn như thế nào, mà nó cứ đứng ở trên bờ không. Thì có người nói nếu mà mình muốn biết nước biển mặn như thế nào thì mày phải nhảy xuống dưới biển, thì mày cái biết của mình sẽ chính xác. Mình phải tham dự vào đó thì mới biết được. Mình phải là người trong cuộc mới được. Còn đứng ngoài mà quan sát là không thể nào có được một cái hình ảnh đích xác của sự thật. Cho nên cái vấn đề chủ thể và đối tượng là vấn đề người ta đang giằng co dữ lắm, và khoa học và đang cố gắng để vượt qua cái đó. Thì cái vấn đề thân tâm cũng vậy. Trong đạo Bụt ngay lúc ban đầu thì nói rằng là thân tâm là hai mặt của một thực tại. Mà không có cái này cũng có cái kia. Giống như là cái bên phải và bên trái, bên trên và bên dưới. Thì có cái này là có cái kia. Không cái này là không có cái kia. Đừng có hòng rằng có cái này mà không có cái kia. Thì chúng ta đã học rồi, đừng có hòng chỉ có hạnh phúc mà không có đau khổ. Chúng ta phải đi thực tế, đừng có hòng chỉ có hạnh phúc mà không có đau khổ. Nhưng mà nếu mình học được cái phương pháp, mình có tự giác thì mình đau khổ rất là ít. Ít, rất ít, ít hơn những người khác. Và mình có thể sử dụng được cái đau khổ để làm nên chất liệu của hạnh phúc. Cái đó là cái mình đã học trong khóa tu này. Anh nói rằng không có, chỉ có hạnh phúc mà không có đau khổ. Cái chuyện đó nó rất là ảo tưởng. Cũng như nói rằng tôi chỉ cần sen thôi, tôi không cần buồn. Làm sao có sen cho tôi? Tôi muốn có buồn ở trong này thì làm sao mà có sen được? Thì chính buồn là cái chất liệu để làm ra sen. Nếu không có sen thì không có buồn. Đó là sự thật rất là đơn giản. Thì nếu không có trái cũng không có phải, nếu không có khổ đau không có hạnh phúc, nếu không có bóng tối cũng không có ánh sáng. Đó là những cặp bài trùng nó đi đôi với nhau. Thân và tâm cũng vậy. Mình đừng tưởng có thể có tâm, có hồn mà không có xác. Chết rồi không còn xác nữa, còn cái hồn nó đi lang thang, thế nó không còn đúng. Cái sinh và cái diệt cũng vậy. Cái sinh và cái diệt nó cũng là một cặp bài. Đừng nói cái gì vấn đề cha con cũng vậy. Nếu không có cha thì không có con, nếu không có con thì không có cha. Lấy cha đi thì không còn con nữa, mà lấy con đi thì không còn cha nữa. Quý vị sẽ phản đối, nhưng mà kỳ thực cha với con nó sanh ra một lần, gọi là tương sinh. Cái ngày mà bà báo tin cho ông biết là bà có mang em bé thì ông mới được làm cha. Trước đó ông chỉ được làm chồng thôi. Có phải như vậy không? Và vì vậy cho nên cha và con cùng sanh ra một lần. Quý vị có thấy không? Cái đó là luật tương đại. Tương đại. Nó rất là đơn sơ nhưng mà nó rất là đúng. Thân tâm cũng như vậy. Thì trong đạo Bụt á, khi mình học tới cái chỗ sâu sắc nhất á, thì mình thấy có bốn cặp mà mình phải quán chiếu, mình vượt thoát
thì mình có thể vượt thoát những cái sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, kỳ thị. Bốn cặp đó tức là sinh diệt, có không, tới đi, một và khác. Và cố nhân là bốn cái cặp này nó đại diện cho tất cả những cặp khác, trong đó có cái cặp gọi là chủ thể, đối tượng, thân, tâm, trái và phải, trên và dưới, trong và ngoài, đều là những ý niệm. Đây là một cái pháp quán. Bây giờ mình tưởng tượng là thời gian nó đang đi. Thời gian nó đang đi từ trái sang. Và đây là hướng tương lai. Đây là hướng quá khứ. Thì có một cái điểm nào đó ở trong thời gian. Mình gọi là điểm S, tức là điểm mình sanh ra trên đời này. Mỗi người trong chúng ta đều có một bản khai sinh hết, chứng nhận rằng chúng ta sinh ngày nào, giờ nào, tháng nào, năm nào. Nếu không có cái mảnh giấy đó, chúng ta không có quyền có một cái thẻ căn cước. Và cái điểm gọi là S này á, nó đánh dấu cái thời gian mình bắt đầu có, phải vậy không? Tại vì trước khi sanh mình đâu có. Thành ra cái cặp ý niệm sanh và diệt á, có với không, nó đi đôi với nhau. Hễ một cặp mà ngã đổ thì cặp kia cũng đang ngã đổ luôn. Thì đây là ngày sanh của quý vị. Và theo nguyên tắc mà nói, theo cái lý luận thông thường mà nói, lý luận thế gian mà nói, là trước cái điểm S là quý vị không có mặt. Quý vị thuộc về cái thế giới của vô thể, non-being. Bắt đầu S thì quý vị mới bắt đầu có mặt thiệt. Và như vậy là hữu, là có, vô là không. Và quý vị tin rằng quý vị đã từ không mà trở thành có. Đó là cái suy tư của quý vị, mà cũng là suy tư của số đông chúng ta. Sanh nghĩa là từ không mà trở thành có. Và diệt là gì? Diệt là từ có mà trở thành không. Đó là cái thấy của chúng ta, cái khái niệm của chúng ta, cái tư duy của chúng ta. Mình tiếp tục có cho tới một ngày đó mình bị bệnh, mình nằm xuống, mình thở hơi thở cuối cùng, cái điểm đó gọi là tử hay là diệt, tử, sinh tử. Và bắt đầu từ điểm T thì mình trở về với thế giới hư vô. Và cái segment ST này
là nó đại diện cho cái hữu. Và từ S trở lui là vô, và từ T trở tới là vô. Thì cái thấy của mình, cái tư duy của mình về sanh diệt và có không nó như vậy. Cái tư duy đó buộc gọi là tà tư duy, là tư duy sai lầm. Mà năm giới nó được dựa trên cái chánh tư duy. Thành ra mình phải tìm hiểu về sanh tử, về hữu vô cho đúng. Thì cái hành trì năm giới của mình mới thật là đích xác, chính xác. Phải học mới được, chứ không phải là mình có thể mình hiểu được năm giới liền bây giờ được đâu. Thì cái ví dụ mà đám mây thì mình đã xét hôm trước rồi. Bây giờ mình nói lại một chút để cho nó rõ. Đám mây nó có phải từ có, từ không mà trở thành có hay không? Đứng về phương diện khoa học, đứng về ví dụ nhận xét của mình thấy rằng không thể nào có cái gì mà từ không mà trở thành có hết. Mình cũng vậy. Trước khi mình được xuất hiện như là một cái bào thai, nói rằng mình từ không mà tới thì không có đúng. Mình có một nửa ở nơi cha và mình có một nửa ở nơi mẹ. Mình tới từ tinh dịch của cha, mình tới từ buồng trứng của mẹ, có một cái trứng và có một cái tinh trùng. Mình nói rằng mình từ không mà tới đâu có đúng. Mà trong cái tinh trùng của cha nó có sự tiếp nối có mặt của giống nòi đầy đủ hết, trong cái rất nhỏ nó chứa cái rất lớn, cái rất ngắn ngủi nó chứa cái rất là lâu dài. Và vì vậy cho nên mình nói là mình từ không mà là trở thành có là không có đúng gì hết. Đám mây cũng vậy, trước khi nó biểu hiện thành đám mây thì nó đã là hơi nước, nó là nước dưới biển, dưới hồ. Nó là hơi nước. Ở trong cái thiền đường này có rất là nhiều hơi nước. Và hơi nước chính là mây đó. Chỉ cần gặp một cái gì lạnh thì từng nó động lại thành sương, thành mây. Mình mới thấy. Còn bây giờ mình không thấy thì mình nói là không có mây. Thì thực là mây ở trong cái thiền đường nó có nhiều lắm. Và ai làm ra mây? Quý vị đang đóng góp làm ra một đám mây. Khi mình thở ra, là trong hơi thở ra của mình nó có nước ở trong đó. Nó có vapor, nó có hơi nước ở trong đó. Thành ra cái ý niệm của mình về có và không, về sinh và diệt nó rất là sai lầm. Ở Việt Nam chúng ta có cái danh từ người trần mắt thịt. Người trần, trần là bụi. Dịch đúng là người bụi, là những người ở trong cõi bụi bặm, bụi hồng. Bụi đó, ai đem bụi đó đi rồi thì chúng ta ở trong cái cõi bụi bặm và chúng ta còn có con mắt bằng thịt, cho nên chúng ta không có thấy được sự thật. Con mắt thịt đó là nhục nhãn, con mắt đó không có thấy được rõ ràng. Chúng ta phải học để có cái pháp nhãn. Mỗi chúng ta đều có pháp nhãn, nhưng mà pháp nhãn của ta chưa sáng lắm. Phải cần tu, cần học thì cái mắt pháp của ta mới càng ngày càng sáng. Và chúng ta sẽ thấy được những cái mà người chỉ có mắt thịt không có thấy được. Thì khi mà chúng ta quán chiếu vào đám mây, chúng ta thấy rõ ràng đám mây chưa bao giờ sanh hết. Tại vì sanh có nghĩa là từ không mà trở thành có, mà đám mây không phải như vậy. Mình có nên mở mấy lần ra không? Có thể pháp dùng thầy lên thầy mở cho mình, thầy mở gió chứ không phải mở mây. Vậy thì mỗi chúng ta ai cũng có con mắt thịt hết, nhưng mà người trần mắt thịt thì thấy rất là cạn và bị lừa rất là nhiều bởi những cái gì mình thấy.
Và những người mà có tu, có học á, họ bắt đầu có con mắt pháp, pháp nhãn. Họ bắt đầu thấy sâu hơn. Và vì vậy cho nên họ thấy rõ hơn. Và họ sẽ ít khổ đau hơn. Làm ra gió. Thầy Pháp Chung làm ra gió được hay quá. Vậy thì cái bản chất của đam mê là vô sinh. Và vô sinh đó, chứng được vô sinh đó, tức là thành Phật đó. Mình thấy rất rõ là đam mê không phải từ không mà trở thành có. Trước khi là đam mê thì nó đã là nước trong đại dương, nó đã là sức nóng của mặt trời, nó đã là hơi nước. Và ngay chính trong cái thiền đường này chúng ta cũng đang có mây mà chúng ta không thấy. Và nếu nhìn vào cơ thể chúng ta thấy, nếu cần thì có nhà khoa học giúp cho chúng ta thấy là ít nhất là 70% chúng ta là được làm bằng mây, bằng nước. Lấy mây ra khỏi ta thì không còn ta nữa. 70% ít nhất là làm bằng nước, và nước là từ mây mà ra. Thành ra đừng có đi tìm mây, mây ngay ở trong này. Cũng như đừng có đi tìm Phật tánh, đừng có đi tìm tình độ, có trong này đủ hết. Mà có con mắt pháp á, thì mình sẽ thấy rất là khác. Và trước hết mình thấy rằng cái tự tánh của đám mây là không sinh, vô sinh. Và mình hỏi cái đám mây đó có thể chết được hay không? Thì nhìn cho kỹ thấy đám mây thế nào chết được. Đám mây không thể nào từ có mà trở thành không được. Đám mây có thể trở thành mưa, cái đó mình chấp nhận được. Đám mây có thể trở thành tuyết hay là thành nước đá. Nhưng mà đám mây chắc chắn không có thể trở thành không được. Vậy vậy cho nên đám mây không thể nào chết. Tại vì chết theo định nghĩa của mình là từ có, nó trở thành hoàn toàn không. Cái đó cho mình thấy rằng tự tánh của đám mây là vô sinh, bất diệt. Và đám mây có cần tu để chứng vô sinh bất diệt không? Tự tánh của nó là vô sinh bất diệt rồi. Nó chỉ cần tính ra là nó enjoy được cái vô sinh bất diệt của nó. Thì chính quý vị cũng vậy. Tự tính của quý vị là niết bàn, là vô sinh, là bất diệt, là tịnh độ. Nhưng mà tại vì quý vị chỉ dùng mắt thịt mà nhìn, cho nên quý vị không thấy được tự tính vô sinh bất diệt của quý vị. Quý vị phải có một con mắt pháp, một pháp nhãn để có thể thấy được cái tự tính vô sinh bất diệt của mình. Thì lúc đó cái sợ hãi không còn nữa. Và nếu người thương của mình mà không còn nữa dưới hình thức đó, thì biết rằng người thương của mình không chết đâu. Người thương của mình đang tiếp nối dưới một hình thái mới, mà tại vì con mắt thịt của mình không nhìn thấy đó thôi. Đám mây mà mình yêu dấu ngày hôm qua bây giờ không còn trên trời xanh nữa, mình than khóc. Nhưng bên đám mây đó đã trở thành đám mây, đó đã trở thành cơn mưa và dòng suối. Cơn mưa và dòng suối đang gọi mình: nè anh, tại sao anh khóc? Em đang còn đây nè, em thấy anh thấy em sao? Sự thật là như vậy. Nếu một đám mây không thể chết, thì người thương của chúng ta cũng không thể chết được. Mẹ chúng ta, bà ngoại chúng ta cũng không chết. Tại chúng ta dùng bằng con mắt, dùng con mắt thịt, cho nên chúng ta nghĩ rằng bà nội, ông ngoại chúng ta đã chết, tổ tiên chúng ta đã chết. Nhưng mà nhìn bằng con mắt pháp thì thấy họ vẫn còn sống. Ít nhất là trong từng tế bào cơ thể của mình. Và mình có thể nói chuyện với ông nội, với bà ngoại ngay trong giây phút hiện tại. Và ông nội, bà ngoại sẽ nghe. Có câu chuyện này coi như là ở trong Ngọc Mật Kép, nhưng mà rất là hay, là có một thiền sinh người Mỹ qua làng Mai tu tập ở Sâm Thường. Thế kêu bữa đó thầy mới ra một đề tài là phải viết thơ cho mẹ, viết thơ tình cho mẹ và cho bố. Và trong lá thư đó mình phải ngồi quán chiếu, mình thấy được những cái đức tính, cái hay, cái đẹp của mẹ.
của bố. Anh chàng thấy khó viết quá, thì anh chàng đang giận mẹ quá chừng. Đối với anh thì làm cái bài tập đó không có dễ chịu. Nhưng mà thầy đã ra đề tài làm thì mình phải làm thôi, mình phải đi thiền hành. Rồi xong mình vô trong phòng, mình ngồi xuống, mình viết lá thư cho mẹ. Phải nhìn cho kỹ. Và trong khi viết thư cho mẹ, anh ta khám phá ra bà mẹ của anh rất là tuyệt vời. Anh giận vì một cái gì đó, chỉ vì một cái gì đó mà anh giận. Mà cái giận đó nó che lấp hết tất cả những cái hay, cái đẹp, cái dễ thương của mẹ. Và nhờ cái bài tập đó mà anh khám phá lại được tất cả những cái màu nhiệm của mẹ anh. Và viết xong lá thơ thì anh khỏe, anh hạnh phúc vô cùng, lạ vậy đó. Đó là một bài tập thiền quán. Nhìn kỹ cái người mà mình đang giận, đang ghét đó, có thể là người mình đang thương yêu và kính phục lắm. Tại vì một cái tâm hành nào đó nó đã che lấp, không cho mình thấy được những cái màu nhiệm trong con người đó. Thì viết xong lá thư, anh ta photocopy, anh ta gửi bằng chính về cho mẹ. Và sau đó anh nhận được lá thư của bà mẹ. Bà mẹ hạnh phúc vô cùng. Bà nói rằng mẹ đã tìm ra được đứa con yêu dấu của mẹ ngày xưa. Mẹ đọc mẹ hạnh phúc quá chừng đi. Mẹ tìm thấy đứa con của mẹ mà mẹ yêu dấu ngày xưa. Và khi đọc thư con rồi thì mẹ hơi tiếc là nếu mà bà ngoại của con còn sống thì mẹ sẽ viết một lá thư như vậy cho bà ngoại con. Nhưng mà tiếc thay, bà ngoại con đã qua đời rồi. Thành mẹ trễ quá rồi, mẹ không có cơ hội viết cho mẹ của mẹ một cái lá thư như vậy. Thì người thanh niên Mỹ, tại vì đã được học ở Làng Mai và bắt đầu có công mạng Pháp rồi, cho nên anh ta đã viết thư cho mẹ, nói rằng mẹ ơi, mẹ cứ viết lá thư đó đi. Tại bà ngoại của con chưa chết đâu, bà ngoại của con đang còn có mặt ở trong con và trong mẹ. Thì viết xong thì mẹ đọc và gửi một bản cho con đọc. Và trong khi con đọc thì bà ngoại của con cũng đang đọc. Và thấy người con trai đó thấy được cái tính cách bất sinh, vô sinh bất diệt của bà ngoại mình ở trong tế bào cơ thể của mình. Rất là hay. Và khi mà có con mắt Pháp, mình nhìn thấy sự việc nó rất là khác. Và mình có hạnh phúc hơn nhiều, mình hết khổ đau. Vậy thì cái sanh là cái ý niệm mà không áp dụng được vào sự thật, không có gì sanh hết. Và cái diệt cũng vậy, là một ý niệm thôi, không phải là sự thật, không có cái gì có thể diệt được hết. Đám mây cũng vậy, mà tờ giấy cũng vậy. Tờ giấy bây giờ mình lấy hộp quẹt, mình đốt, tờ giấy đâu không có diệt đâu. Tờ giấy nó trở thành năng lượng, nó trở thành sức nóng, nó đi vào trong thế gian, nó trở thành khói, nó đi lên đám mây, nó thành tro để đi xuống mặt đất. Còn nó tiếp nối dưới cái dạng khác, cũng như đám mây được tiếp nối bởi cơn mưa và bởi dòng suối. Không có cái gì có thể chết được hết. Vì vậy cho nên trên cái bình diện sự thật tương đối thì hình như là có sanh có diệt. Nhưng mà với con mắt Pháp mình nhìn sâu thì thấy không có gì sanh, không có gì diệt. Mà quý vị có biết rằng là ở trong khoa học hiện đại họ cũng tìm ra cái tương đương. Họ nói rằng là theo cái luật gọi là cái luật thứ nhất của nhiệt đồng học á, thermodynamics, thì không có gì sinh, không có gì diệt, là sự vật. Nó nằm ở dạng vật chất và năng lượng, matter and energy. Thì mình chỉ có thể chuyển cái thứ vật chất này thành thứ vật chất kia, như trong hóa học vậy đó.
mình đem các hóa chất mình trùng chúng lại thì nó có những phản ứng, rồi mình thấy một hóa chất này không còn nữa nhưng mà nó sinh ra là một hóa chất khác, nó không có diệt, nó chỉ biến hình thôi. Thì vật chất cũng vậy, vật chất không có chết. Mình có thể biến một cái dạng vật chất này thành một dạng vật chất khác, hoặc là biến vật chất thành năng lượng. Cũng như mặt trời soi chiếu mình đó, vật chất đang trở thành năng lượng mặt trời. Và năng lượng đó nó có thể tạo ra cây cối, hoa quả cho mình ăn. Thực phẩm của mình là do mặt trời cung cấp, giúp cho đất mẹ. Mặt trời đúng là cha và đất mẹ đúng là mẹ. Mẹ của tất cả chúng ta, mẹ của các vị Bụt, mẹ của các vị Bồ Tát, đó là cái địa cầu của mình. Và theo cái thấy ngày xưa thì địa cầu là vật chất, nhưng mà theo cái thấy bây giờ, địa cầu không phải vật chất. Cái ý niệm vật chất và tinh thần á, vật chất là một cái khác, tinh thần là cái khác. Cái ý niệm đó nó quê rồi, nó xưa rồi, nó đã được vượt rồi. Vật chất và tinh thần là hai mặt của một cái, cũng như cái trái và cái phải, cũng như bên trái và bên phải của tờ giấy, không có cái này, không có cái kia. Thì khoa học ngày nay cho mình biết rằng mình có thể biến một cái loại, một cái hình thái vật chất này thành một hình thái vật chất khác. Mình có thể biến vật chất thành năng lượng. Mình có thể biến một năng lượng này thành năng lượng khác. Và mình có thể biến năng lượng trở thành vật chất, nhưng mà mình không có khả năng tạo ra vật chất, tiêu diệt vật chất, khả năng tạo ra năng lượng hoặc tiêu diệt năng lượng. Tức là tự tánh của vật chất và năng lượng là tự tánh vô sinh bất diệt. Đó là lời tôi tuyên bố của nhà khoa học trong cái luật đầu tiên của nhiệt động học, the first law of thermodynamics, là sự vật trong đó có vật chất và năng lượng, bản chất của nó là không sinh không diệt. Nhà khoa học Pháp á, Lavoisier nói bằng tiếng Pháp, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, là không có gì sinh ra, không có gì chết đi, tất cả chỉ chuyển biến mà thôi. Đi rất đúng với đạo Bụt, chỉ có vô thường và không có sinh diệt. Chỉ có vô thường thay đổi và không có sinh diệt. Thành ra đạo Bụt có thể là một tôn giáo, là một tôn giáo có thể đi đôi được với khoa học. Và đạo Bụt có thể giúp cho khoa học tìm thấy những cái khám phá mới. Và khoa học có thể giúp cho đạo Bụt tìm cách diễn giải những điều thấm áo đạo Bụt bằng cái ngôn ngữ mà người bây giờ đang sử dụng. Giữa năng lượng, energy với vật chất cũng vậy. Ban đầu mình tưởng vật chất là khác, năng lượng là khác, hai cái khác nhau. Ai dè năng lượng cũng là vật chất, và vật chất cũng là năng lượng. Thì đối với cái chủ thể và đối tượng cũng vậy, đối với cái tâm và thân cũng như vậy. Chúng ta tưởng tâm và thân là hai cái khác nhau, ai dè thân và tâm là hai mặt của một thực tại. Khi thì mình thấy nó là thân, khi thì mình thấy nó là tâm. Cho nên khi nhìn vào trái đất, mình nói đây là vật chất, đây là một khối vật chất là không đúng. Khoa học lượng tử bây giờ cho chúng ta biết rằng
mỗi hạt bụi đều có sự thông minh ở trong đó. Nó có cái intelligence, nó có cái tâm ở trong đó. Mỗi điện tử, mỗi quang tử đều có sự thông minh của nó. Và các nhà khoa học và lượng tử bây giờ họ công nhận như vậy. Thành cái tâm nó nằm ở trong đó. Khi mình gieo một hạt, mình cầm một hạt bắp lên mình nhìn, thì mình có dám nói hạt bắp này là vật chất không? Không. Hạt bắp nó chứa đựng một kho tàng tùy giác trong đó, một kho hiểu biết trong đó. Mình chỉ cần gieo hạt bắp xuống đất và đời, thì mình sẽ thấy rằng hạt bắp đó biết cách nảy mầm, làm ra lá, làm ra thân cây, làm ra hoa và làm ra trái bắp. Nó có cái biết ở trong đó. Cho nên mình nói hạt bắp là vật chất, không có cái biết, không có cái tâm thức là nó không có đúng. Mà đi sâu hơn nữa thì những cái quang tử, những cái điện tử đều như vậy. Người ta khám phá ra rằng những cái đó nó rất là thông minh. Nó cách xa hàng dặm, hàng vạn dặm đó mà nó có thể truyền thông với nhau được, không biết bằng cách nào. Và những cái thí nghiệm mới nhất của học cho ta thấy như vậy. Và vì vậy cho nên cái quan niệm lỗi thời của chúng ta, tâm và vật là hai cái có thể tách rời mà có, thân và tâm là hai cái tách rời mà có, là không có đúng. Và nhất là khi mình nói một người cái thân xác một người tàn hoại rồi thì người đó không còn nữa, nó rất là sai. Thì chính khoa học nó nói sai chứ không phải là chỉ Phật học không. Tại khoa học nói rằng không có gì chết cả mà. Mình sẽ không bao giờ chết, tại vì chết có nghĩa là từ có mà trở thành không. Mà không có cái gì có thể từ có mà trở thành không hết. Cho nên cái cặp bài trùng đầu tiên là sinh diệt á, mình phải chặt đốn cho nó ngã xuống. Tại sự thực không có sinh, không có diệt. Mà điều này là một điều vừa khoa học, vừa Phật học đều công nhận. Vô sinh bất diệt. Vật chất và năng lượng đều như vậy hết. Sự vật trên đời nó được tóm tắt ở trong vật chất và năng lượng, phải không? Và tâm thức mình là năng lượng. Cái dạng của mình là năng lượng. Nó có thể đập đổ, nó có thể phá đổ, nó có thể gây ra tàn hại và khổ đau. Tình thương mình cũng là năng lượng, nó có thể xây đắp ra hạnh phúc và an lạc. Vì vậy tâm của mình là năng lượng, mà thân của mình cũng là năng lượng, energy. Và chúng nó cùng đồng chất với nhau. Thành anh nói thân khác với tâm, tâm khác với thân là không đúng. Vật chất với tinh thần là hai cái khác nhau, có thể tách rời nhau ra mà có. Cái điều đó hoàn toàn không đúng. Và trong đạo Phật mình thấy rất rõ. Tại vì chúng ta có giáo lý về tương tức, là chúng ta là nhau. Chúng ta là nhau. Và nếu chúng ta giết nhau là chúng ta không có thấy được sự thật. Chúng ta là nhau. We inter are. You cannot be by yourself alone. You have to inter be with all of us. Nhìn vào bông hoa này, quý vị sẽ thấy. Đây là thiền quán. Trong bông hoa này, nó có mặt trời. Tại bông hoa mà không có mặt trời làm sao nó mọc được. Cho nên người thông minh nhìn vào bông hoa, thấy có mặt trời trong đó. Nếu không có trời cha, nếu không có đất mẹ, làm gì có bông hoa. Thành nhìn vào bông hoa với con mắt pháp á, pháp nhãn, thì thấy trong bông hoa có đất mẹ và có cha trời. Trong bông hoa nó có đám mây. Mình không cần là thi sĩ, mình mới thấy được đám mây trong bông hoa. Mình là nhà khoa học cũng có thể thấy được. Tại nếu không có mây thì làm gì có mưa, không có mưa thì làm sao hoa mọc được. Cho nên ở trong này có trời cha, có đất mẹ, có mây, có gió, có tâm thức, có đủ hết. Và bông hoa nó đâu có phải từ mình nó có được. Nếu không có đất, nếu không có trời, nếu không có mưa, không có nắng thì làm sao bông hoa có được. Thành là you cannot be by yourself alone. Anh có thể nào tự mình có mặt một mình hết á. Thành cái động từ to be của Tây Phương đó, nó cho mình có cảm tưởng là mình có thể tự mình hiện hữu được. Cái đó là không có đúng. Cái động từ to be là không thực tế. You cannot be by yourself alone. You have to interbe with all of us. Vì vậy cho nên interbe mới là đúng.
To be is impossible. To interbe, that is possible. Cho nên cái câu của mình là You are, therefore I am. Nó rất là hay. Tôi biết vì em có đó, cho nên tôi còn đây. Nó giống như là một câu tỏ tình vậy đó. Nhưng mà sự thật nó là triết học. Nếu không có đối tượng thì không có chủ thể. Nếu không có chủ thể thì không có đối tượng. Nếu mà chủ thể có đó thì đối tượng cũng có đó. Cái đó gọi là interbeing. Vậy thì khi mà cái cặp sanh tử nó bị ngã đổ rồi thì cặp hữu vô nó cũng ngã đổ luôn. Tại vì sanh có nghĩa là từ vô mà trở thành hữu. Và tử có nghĩa là từ hữu mà trở thành vô. Và vì vậy cho nên người thực tập thiền quán là phải đánh đổ cho được cái cặp sinh diệt và cặp có không. Có nhiều nhà thần học có đức giáo họ nói rằng là Thượng Đế là nền tảng của hữu thế. Nói đích là God is the foundation of being, the ground of being. Nói như vậy là cho Thượng Đế về phe hữu. Còn bên phe vô ai làm chủ? Nếu Thượng Đế là nền tảng của hữu thế, thì ai là nền tảng của vô thế? Thượng Đế theo nguyên tắc là phải bao trùm lấy hết. Thượng Đế là chân lý tuyệt đối. Thì làm sao mà đứng về phe cái hữu rồi để cái vô cho ai chăm sóc? Vì vậy cho những ý niệm có hay không, Thượng Đế có hay là Thượng Đế không có, nó mất thì giờ rất là nhiều. Cái sự thật tuyệt đối không có thể được diễn tả bằng ý niệm có và không. Cho nên nói Thượng Đế có cũng trật, mà nói Thượng Đế không có cũng trật luôn. Tại vì hai ý niệm đó không có thể áp dụng được cho cái thực tại. Cũng như hai ý niệm sinh diệt không có thể áp dụng cho đám mây và cho chính mỗi người trong chúng ta. Vì vậy cho nên cái người thiền quán mà tới mức á, thì có thể nhổ gốc được hai cái cặp bài trùng đó là hữu vô và sinh diệt. Cho nên ngày xưa họ nói to be or not to be, that is the question. Mình bây giờ mình nói ngược lại, to be or not to be, that is no longer the question. Và câu thư pháp của thầy viết như vậy có nhiều người thính lắm. Sự thật, cái ultimate reality không thể nào được diễn tả bằng ý niệm có hay không, hay sinh hay diệt. Cái đó là niết bàn. Tại niết bàn là thực tại vượt thoát có không và sinh diệt. Và niết bàn không có cần phải đi tìm xa, mình đang ngồi trên niết bàn. Tại vì bản chất của mình là vô sinh bất diệt, là không có không không, mình là niết bàn đó. Mình đi tìm niết bàn ở tương lai đã sai rồi, mà mình đi tìm niết bàn ở chỗ khác là càng sai thêm nữa. Cũng như là cái đợt sóng á, đợt sóng nó lên xuống nó cực nhập quá đi, nó bị đau khổ bởi những ý niệm có không sinh diệt lên xuống ra vào. Nhưng mà khi mà đợt sóng mà nó biết nó là nước rồi thì nó hết sợ hãi. Lên cũng định cũng vui, mà xuống cũng vui, có cũng vui mà không cũng vui, là tại vì có không và sinh diệt là để nói về đợt sóng. Nhưng mà đối với nước thì nước nó đâu có lên, có xuống, có sinh, có diệt gì đâu. Bởi vì cho nên cái giây phút mà cái đợt sóng nó thấy được mình là nước thì lúc đó là nó giải thoát, nó hết mọi sự sợ hãi. Do đó nó đi lên nó cũng hạnh phúc, mà đi xuống nó cũng hạnh phúc. Nó là đợt sóng nhỏ, nó cũng không có buồn, mà nó đợt sóng lớn cũng không có tự cao. Mà đợt sóng đâu cần phải đi tìm nước, nó đã là nước ngay trong giây phút hiện tại. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đi tìm niết bàn, chúng ta đi tìm Thượng Đế ngoài chúng ta, đó là một cái điều rất là dại dột. Tại vì niết bàn
và Thiên Quốc là chính là cái chỗ mà chúng ta đang ngồi ở trên đó, nó nằm ở trong trong cơ thể và trong tâm hồn của chúng ta, cũng như là đợt sống đã là nước rồi, không cần phải đi tìm tìm nước nữa. Chúng ta không cần đi tìm Niết Bàn, tại chúng ta, bản chất của chúng ta là Niết Bàn, bản chất chúng ta là không sinh, không diệt, không có, cũng không không. Vũ Hoàng Chương, ông có viết cái câu, cái bài thơ gọi là bài ca siêu thoát, trong đó ông có viết câu là đâu có lẽ có chiều quá mà không sáng nay. Vô lý lắm. Rồi ông còn nói, ta về đâu? Kìa, ngươi đến làm chi? Các nhà triết học họ hỏi rằng mình sẽ đi về đâu? Mình từ đâu tới? Và mình sẽ đi về đâu? Nếu chúng ta bận rộn quá trong cuộc đời, nếu chúng ta lo làm ăn quá, thì chúng ta không có thời giờ đặt những câu hỏi về siêu hình, là ta từ đâu tới? Có phải là ta từ cái không mà trở thành cái có hay không? Và ta sẽ đi về đâu? Nó có nghĩa là ta sẽ từ cái có mà trở về không, có phải không? Đặt những câu hỏi như vậy. Ta về đâu? Kìa, ngươi đến làm chi? Ta đang khổ đau thắc mắc vì câu hỏi này rồi, mà anh còn sinh ra để làm gì? Để mang lấy cái thắc mắc đó nữa. Ta về đâu? Kìa, ngươi đến làm chi? Phải đâu muôn kiếp nặng nề, từ hư không tới lại về hư không? Đó là thơ của Vũ Hoàng Chương. Bây giờ xin mời quý vị quán chiếu về ngọn lửa. Ngọn lửa là có hay là không? Bây giờ đấy, trong giờ phút hiện tại, nó có hay là không? Nó có. Nó có, tại sao nó không có nóng? Nó chưa có biểu hiện. Nói nó là có không có đúng, nói nó là không cũng không có đúng luôn, tại mình vừa mới học đó. Nói nó là có cũng không đúng, bởi bản chất của ngọn lửa không có cũng không không. Quý vị nên biết rằng trong kinh đó, trong Đại Tạng nó có một cái kinh rất là hay, rất là ngắn, đó là kinh Ca Chiên Diên. Tán Đà Ca Chiên Diên, có một thầy đó tên là Ca Chiên Diên, Kacchayana. Có một hôm thầy tới, thầy hỏi Đức Thế Tôn câu hỏi này. Bạch Đức Thế Tôn, con cứ nghe ngài lặp đi lặp lại hoài cái danh từ chánh kiến. Chánh kiến là cái nền tảng của chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp á. Chánh kiến là một trong 8 yếu tố của Bát Chánh Đạo. Ở trong năm giới, chánh kiến mình gọi là cái thấy tương thức. Và Đức Thế Tôn, thầy cứ hay nói về chánh kiến, vậy thì chánh kiến thiệt ra là cái gì? Từ hôm đó Đức Thế Tôn trả lời rất là đặc biệt. Hôm đó Đức Thế Tôn nói rằng, này Ca Chiên Diên, chánh kiến là cái thấy nó vượt ra khỏi cái ý niệm có và không. Nói cái ngọn lửa có không có đúng, mà nói nó là không cũng không có đúng luôn. Như vậy cho nên mình phải nương vào đó, mình nói rằng này ngọn lửa đời, mi không thiệt là có, mình cũng thiệt là không, nhưng mà mi có thể biểu hiện được. Ta biết rằng mi trốn ở đâu đó, có thể là trong cái hộp này, mà có thể là ngoài hộp này. Mà đúng như vậy, tại vì muốn cho ngọn lửa biểu hiện phải có oxygen. Mà oxygen ở ngoài không khí nó có. Nếu mình lấy hết oxygen thì không có điều kiện để cho ngọn lửa nó biểu hiện. Thì ngọn lửa nó sẽ nói, thầy ơi, đại chúng ơi, con muốn biểu hiện cho thầy và đại chúng coi lắm, nhưng mà còn thiếu một điều kiện chót nữa.
điều kiện đủ hết rồi, chỉ còn chỉ cần một cái cử chỉ của ngón tay thầy thôi, thì bây giờ mình mới cho nó một cái cơ hội để biểu hiện. Ngọn lửa ơi, ta đang trông chờ, đại chúng đang trông chờ, biểu hiện đi. Ngọn lửa biểu hiện. Bây giờ mình có khuynh hướng cho nó là có, mà kỳ thực nó không có cũng không không. Bây giờ mình tiếp tục nói chuyện với nó. Ngọn lửa của ta ơi, ngươi từ đâu mà tới? Ngươi đã từ đâu tới? Hỏi cho tha thiết. Thì ngọn lửa nó sẽ trả lời: thầy ơi, đại chúng ơi, con đâu có từ đâu tới đâu. Con phải từ phương Nam tới. Con phải là từ phương Bắc tới. Cũng phải từ phương Đông, phương Tây tới. Bản chất con là không có xứ sở. Danh từ khoa học mới là non-local, non-locality, là phi cục bộ. Học về lượng học, khoa học lượng tử thì mình biết cái danh từ đó, non-locality. Bản chất của con là phi cục bộ, con không từ đâu tới cả. Khi nào mà các điều kiện nó tập hợp đầy đủ thì con biểu hiện vậy thôi. Nên nó nói đúng. Bản chất của sự vật, trong đó có mình, có ngọn lửa, là không từ đâu tới hết. Trên hỏi ta từ đâu tới, không có đó. Sự thật là ta không từ đâu tới hết. Khi nào mà điều kiện biểu hiện đủ đầy đủ thì ta biểu hiện thôi, ta không từ đâu tới hết. Cái đó gọi là vô khứ, vô lai, bất lai. Bây giờ hỏi ngọn lửa nhỏ bé của ta ơi, bây giờ em đi đâu rồi? Tôi nhớ em quá. Thì hỏi cho tha thiết. Thì ngọn lửa nó sẽ trả lời: thầy ơi, đại chúng ơi, con đâu có đi đâu đâu. Con đâu có đi về mừng phương Nam hay mừng Bắc hay phương Tây hay phương Đông đâu. Khi mà điều kiện không đầy đủ thì con ngưng biểu hiện để con biểu hiện cách khác vậy thôi. Thì ngọn lửa đó nói đúng. Thật ra thì trong cái thời gian ngắn ngủi mà ngọn lửa biểu hiện thì nó đã được tiếp tục rồi. Nó trở thành một hình ảnh. Hình ảnh đó nó đi vào trong tâm thức của tất cả chúng ta rồi. Nó trở thành ra nhiệt lượng. Và một ít nhiệt lượng nó đi vào trong vũ trụ và trong chúng ta rồi. Và nó có một ít khói đi lên. Và nó đang có mặt một phần trong đám mây. Đó là sự tiếp nối của ngọn lửa. Và nếu có con mắt pháp hoặc là con mắt khoa học cũng được, là mình thấy được sự tiếp nối của ngọn lửa. Mình không thể nói ngọn lửa là không. Tại sao? Hồi nãy em có và bây giờ em không. Ngọn lửa không bị những cái ý niệm có, không, tới mà đi. Nó ghim lại. Nó thoát ra khỏi mọi ý kiến đó. Nói ngọn lửa có tới và có đi là không có đúng. Nói nó là có là không cũng đúng. Mà nó có sinh cái gì cũng có đúng. Đó là quán chiếu. Cái đó là trung đạo, pháp môn trung đạo, the middle way, ở trong đạo Phật. Thì năm giới mà quý vị vừa tiếp nhận hồi sáng này là được dựa trên cái tuệ giác sâu thẳm đó, chứ không phải là tầm thường đâu. Phải học hỏi rất là sâu sắc mới được. Thì khi mà quý vị từ một ngọn lửa mà mình có hai ngọn lửa, lạ chưa? Bây giờ mình hỏi, này ngọn lửa mới của ta ơi, mi có phải là cái ngọn lửa hồi nãy không? Hay là mi là một ngọn lửa khác? Are you the same flame with the other flame? Or you are you a totally different flame?
mày là một ngọn lửa khác hay là mình mày là cùng một ngọn lửa. Đó là cặp thứ tư. Cặp thứ tư là một là khác. Tiếng Anh là, đôi khi tiếng Anh nó dễ hiểu hơn nữa. Sameness. Sameness. Otherness. Cái là coming. Going. Này là being. Này là non-being. Cái này là birth, death. Thì khi mà ta hỏi ngọn lửa, mà ta tạm gọi là ngọn lửa thứ hai đó, rằng nó có phải là một với ngọn lửa đầu không? Hay nó là một ngọn lửa khác? Thì nó sẽ trả lời như thế này. Thầy ơi, đại chúng ơi, con không phải một với ngọn lửa kia, mà con phải là một ngọn khác. I'm not the same flame. I'm not a different flame either. Đó là giáo lý trung đạo, the middle way. Không một, không phải một, không phải khác. Đó là sự thật, rất là khoa học. Ví dụ như quý vị lật cái album gia đình ra, quý vị thấy cái hình quý vị như một baby 3 tuổi, 4 tuổi. Thì quý vị bây giờ nó khác quá đi. Quý vị cao lớn hơn nhiều, đứng về phương diện, 5 phương diện là hình hài này, cảm thọ này, tri giác này, tâm hành và nhận thức. Thì quý vị không có giống gì em bé đó hết. Vậy thì nhìn vào em bé, quý vị hỏi, này em bé này, ta có phải là em không? Hay là ta là một người khác? Thì câu trả lời rất rõ ràng, mình không phải là em, tại vì bây giờ mình đã khác xa rất là nhiều. Nhưng mình cũng không phải là một người hoàn toàn khác. Cái đó là bất phi nhất phi dị. Phi nhất phi dị là neither the same nor a different person. Nói mình là identical với em bé đó là không có đúng, tại mình rất là khác, vô thường. Mà nói mình là một người khác cũng không đúng, là tại nếu không có em bé đó thì làm gì có mình. Cho nên có cái sự tương tục. Và vì vậy cho nên cái sự thật đó, nó vượt thoát cái ý niệm một và khác. Là người thiền quán đó, mình phải là một bậc đại trượng phu, một bậc anh hùng, đánh ngã được 4 cái cặp đó thì mới có thể giải thoát được, mới đạt tới cái thực tại mầu nhiệm mà gọi là niết bàn được. Tại niết bàn là thực tại reality, nó vượt thoát những ý niệm có không sinh diệt tới đi một và khác. Cho đến hai cha con cũng vậy. Khi mình nhìn vào đứa con của mình hỏi, này con có phải là sự tiếp nối của ba hay không? Hay là con là một người hoàn toàn khác? Thì mình không có thể trả lời được theo hai cái vấn đề đó. Con có phải là ba không? Hay con là một người khác? Thường thường chúng ta nghĩ rằng mình với ba mình là hai cái thực thể khác nhau. Hai người khác nhau. Cái đó không có đúng. Mà mình nói mình với ba mình là một người thôi cũng không có đúng. Đây là giáo lý của Đức Thế Tôn hướng dẫn cho mình rất là rõ ràng. Cũng như hôm qua tôi có nói là cái hạt bắp ấy, nó nảy mầm, nó sinh ra cái bắp con. Và khi nhìn vào cái bắp con thì không thấy hạt bắp nữa, nghĩ rằng hạt bắp đã chết, không còn. Nhưng mà kỳ thực hạt bắp vẫn còn sống dưới một cái hình tướng khác,
một cái dạng khác. Và nếu người có con mắt pháp, có con mắt khoa học, nhìn vào thì thấy rằng cái hạt bắp vẫn còn sống dưới hình thức cây bắp. Và nói hạt, nói cây bắp là một cái hạt bắp thì không có đúng. Và nói cây bắp là một cái hoàn toàn khác với có ngoài hạt bắp cũng không đúng. Cho nên cái chân lý nó nằm ở chỗ trung đạo, không phải một và không phải hai cái khác nhau. Và vì vậy cho nên cha nhìn con thì phải thấy rằng con mình cũng là mình. Nó là sự tiếp nối của mình. Nó có khác mình, nhưng mà mình cũng là nó. Mình đã đưa nó ra đời, nó là sự tiếp nối của mình. Rất là đúng. Và chính mình đấy, mình cũng là sự tiếp nối của mình. Mình là sự tiếp nối của em bé ở trong ảnh. Và con mình là cũng là sự tiếp nối của mình. Chỉ có sự tiếp nối là đúng. Còn nói là một cũng sai, mà nói là khác nhau cũng sai. Nếu chúng ta đau khổ, nếu chúng ta hề lụy, nếu chúng ta tuyệt vọng, tại vì chúng ta chỉ nhìn cuộc đời bằng con mắt thịt của người trần. Nhưng mà nếu chúng ta học và có được con mắt pháp, ta sẽ thấy thế giới nó khác. Và chúng ta sẽ không vướng mắc vào những cái tuyệt vọng, lo lắng, sợ hãi nữa. Và trong đạo Phật nó có 3 phép tu. Mà bất cứ một tôn giáo Phật giáo nào, một tông phái Phật giáo nào cũng có. Đó, 3 phép tu đó gọi là 3 căn cơ giải thoát. Giải thoát là khỏi sự tuyệt vọng, sợ hãi, lo lắng. Là tam giải thoát môn. The 3 doors of liberation. Và Nam Tông cũng có, Bắc Tông cũng có. Thiền cũng có, tịnh độ cũng có, tông phái nào cũng có cái giáo lý gọi là tam giải thoát môn, the 3 doors of liberation. Và 3 cái phép đó là 3 phép quán chiếu, gọi là ba cái phép quán chiếu gọi là không, vô tướng và vô tác. Chứ không ở đây nó có nghĩa là trống rỗng. Nó không có nghĩa là không có. Chứ không ở đây nó rất là khác với chữ không ở trong có không. Chữ không ở trong có không nó có nghĩa là không có. Nhưng mà chữ không ở đây nó không có nghĩa là không có. Nó có nghĩa là có nhưng mà trống, trống rỗng, không có cái cốt lõi. Ví dụ như là cái ly này. Cái ly này không có trà, thì mà là cái ly này không có trà. Cái ly này có trà. Nhưng muốn cho có trà hay không có trà thì phải có cái ly phải không? Phải có cái ly thì mình mới biết rằng có trà hay không có trà, phải không? Vậy thì chữ không này mà tiếng Phạn là Shunyata, nó không phải là Abhava, tức là nó không phải là non-being, mà nó là sự trống rỗng. Thì khi mình nhìn vào đóa hoa, mình thấy nó đầy cả thế giới, đầy cả vũ trụ. Tất cả thế giới, tất cả vũ trụ đều tới và giúp cho đóa hoa nó biểu hiện lên như một thực tại hết sức là màu nhiệm. Ở trong này có mặt trời, mặt trăng, có trái đất,
có mưa, có nắng, có đủ thứ hết, đầy hết. Nhưng mà nó chỉ thiếu một cái thôi. Cái đó là cái sự có mặt riêng biệt. A separate existence. Chúng ta đã được học rằng là bông hoa không thể nào tự mình có mặt riêng biệt. Bông hoa phải cùng có một lần với tất cả những cái không phải là bông hoa. A flower cannot be by herself alone. A flower has to interbe with everything else. Thì cái đó gọi là không. Thì cái không này đem áp dụng thì chúng ta sẽ thấy rằng giữa cha và con tự tánh là không. Cha không có sự có mặt riêng biệt mà con cũng có sự có mặt riêng biệt. Cha và con dính liền vào nhau. Nếu không có cha thì không có con. Nếu không có con thì không có cha. Và mình thấy nỗi đau khổ của cha chính là nỗi đau khổ của con. Những bức xúc của con cũng chính là bức xúc của cha. Làm cho cha khổ, tức là tự làm cho mình khổ. Làm cho cha cười là mình cũng được hạnh phúc. Thì khi mà thấy được cái tự tánh không giữa cha con là mình biết hành xử rất là đúng. Còn không thì mình bị chia rẽ, có cái kỳ thị, discrimination. Cha là khác, con là khác. Cái đó là tà kiến. Anh có những người trẻ bây giờ họ giận bố của họ. Họ giận cho đến nỗi họ tuyên bố như thế này: cái ông đó à, ông đó phải cha tôi. Tôi không muốn có gì dính líu với cái ông đó hết nữa. Nói như vậy đó. Trong khi đó thì mỗi tế bào cơ thể của mình có đầy cha trong hết. Làm sao mà lấy cha ra khỏi được? Lấy cha ra thì đâu còn gì nữa. Vì vậy cho nên cái đó là cái si mê. Phải có con mắt pháp mới thấy rõ ràng được cha với mình là tương tức, là interbeing. Và khổ đau cũng như hạnh phúc của cha, nó có dính líu tới khổ đau hạnh phúc của mình. Và làm cho con khổ, tức là làm cho mình khổ. Làm cho cha vui, tức là làm cho mình vui. Và cái thấy đó, nó đưa tới cái sự biến mất của sự kỳ thị dần hơn. Và mình thấy nếu cha có những nỗi khổ niềm đau nào, mình phải giúp cho cha. Giúp cho cha, tức là giúp cho mình. Và nếu mình tu học, mình hạnh phúc, thì đó cũng là giúp cho cha. Cái đó gọi là cánh cửa giải thoát thứ nhất, gọi là không. Cánh cửa thứ hai là vô tướng. Vô tướng là không bị kẹt vào cái tướng. Nếu đám mây không còn trên trời nữa mà mình than khóc là tại vì mình chưa có con mắt vô tướng. Nếu có con mắt vô tướng thì mình sẽ nhìn, nhận ra cái đám mây thân yêu của mình trong hình thái mới của nó là cơn mưa, hoặc là lòng tuyết, hoặc là ly trà. Đám mây của anh đang có ở trong ly trà này. Và khi uống cho có chánh niệm thì mình đang uống mây. Và vì vậy cho nên khi mà mình có con mắt vô tướng rồi á, thì mình sẽ không có bị cái ý niệm sinh và diệt, có và không, nó làm cho điên đảo nữa. Và vì vậy cho nên phải học nhìn bằng con mắt vô tướng. Nếu mình bị kẹt vào tướng mây, và khi mây không còn nữa, khi mà mây đã biến thành mưa thì mình sẽ đau khổ. Nhưng mà nếu còn mình có con mắt vô tướng thì mình sẽ thấy đám mây của mình dưới cái dạng mới của nó là đám mây, là cơn mưa, thì mình không có đau khổ, mình không có tuyệt vọng. Cái đó gọi là cái thấy vô tướng. Khi thì nó là nước đá, khi thì nó là dòng sông, khi thì nó là đám mây, khi nó là sương mù. Và mình phải có con mắt để thấy được sự liên tục của những cái đó. Và đừng lâm vào sự tuyệt vọng, đừng bị kẹt vào ý niệm có không và sinh diệt. Và cái cánh cửa đó là cánh cửa thứ hai, gọi là vô tướng, rất là hay. Nếu mà anh có con mắt vô tướng, anh sẽ không sợ hãi nữa, anh sẽ không có tuyệt vọng nữa. Và cánh cửa thứ ba là vô tác. Vô tác á, có khi gọi là vô nguyện. Tức là vô tác có nghĩa là tìm cầu, không có tìm cầu nữa. Gọi là aimlessness. Cái thứ hai gọi là signlessness. Cái đầu là emptiness. Cái thứ hai là signlessness.
Và cái thứ ba là aimlessness. Cái ngữ này nó mầu nhiệm hết sức. Chữ aimlessness, vô tướng, vô tác, nó được dịch từ cái chữ apranihita, nó có nghĩa là không có đặt một đối tượng tìm cầu rồi đi chạy theo nó. Dầu đó là Niết Bàn, dầu đó là Thượng Đế, dầu đó là Phật Tánh, dầu đó là giải thoát. Không tìm cầu nữa, tại vì những cái gì mình tìm cầu đã có sẵn trong giây phút hiện tại. Cũng như là được sống, nó đi tìm nước là nó rất tức cười. Nó đã là nước rồi, không cần đi tìm cầu nước nữa. Thì mình đã an trú trong tự tánh vô sinh bất diệt, tại sao mình phải đi tìm Niết Bàn nữa? Tại vì Niết Bàn tức là tự tánh vô sinh bất diệt của chính mình. Và khi mà anh đã dừng lại được rồi, thì lúc đó bây đầu, lúc bây giờ anh bắt đầu có hạnh phúc. Happiness is now or never. Nirvana is now or never. The kingdom of God is now or never. Everything is available in the here and the now. Tất cả những cái mà mình đi tìm cầu đó, như là thiên quốc, như là Niết Bàn, như là tịnh độ, như là Bụt, như là Thượng Đế, tất cả đều đang có mặt trong giây phút hiện tại. Chỉ vì mình dùng con mắt thịt cho nên mình mới không thấy và mình đi chạy tìm kiếm. Còn nếu mình có con mắt pháp thì mình dừng lại được và mình bắt đầu có hạnh phúc liền. Cái đó gọi là vô tác, apranihita, rất là hay. You are already what you want to become. Anh đâu cần thành Phật, anh là Phật rồi đó. Tại vì anh dùng con mắt thịt, anh tưởng anh là chúng sanh, nhưng mà kỳ thực anh là Phật rồi. Anh có Phật tánh ở trong người của anh. Anh phải cho phép Phật tánh đó nó biểu hiện thì anh là Phật trong giây phút này. Thở vào một hơi, có ý thức, có tuệ giác, có chánh niệm, biết cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, mình là Phật rồi. Mình không cần phải đeo hào quang phía sau. Mình không cần phải có lỗ tai dài rồi, như thế này mới là Phật. Thì sao chúng ta có khóa tu tiếng Việt tại đây là 2 năm nữa. Mà hy vọng là hy vọng rằng là chúng ta có cơ hội tiếp tục. Rất mong quý vị có được thời giờ để tiếp nối sự tu học. Mình đã thọ giới rồi, mình về mình tổ chức lại đời sống của mình như thế nào để cho có thảnh thơi hơn, để có thư thái hơn, để có nhiều lòng từ bi hơn. Tôi nhớ khóa tu ở Hồng Kông á, 1,300 người. Tại vì cái YMCA camp đó, nó chỉ có nhận được 1,300 người thôi. Khóa tu có rất là nhiều người, có trên 700 người muốn được ghi tên nhưng mà không có chỗ. Thì cái hôm cuối cùng tôi có nói rằng là mấy chục năm nay tôi không có dùng điện thoại. Ấy vậy mà tôi không có đứt liên lạc với là những người thân, giới đệ tử, giới trẻ. Tôi giữ liên lạc rất là tốt, very good connection, mà tôi không có cần phải dùng điện thoại. Tôi chưa bao giờ đánh mất truyền thông với giới trẻ, với những người đệ tử, là tại vì tôi biết cách mà không cần phải dùng điện thoại. Mà tôi có rất nhiều thời gian. Và nếu quý vị, tôi đây là tôi nói, đang nói chuyện với 1,300 thiền sinh ở Hồng Kông. Nếu quý vị muốn có truyền thông với tôi thì rất là dễ. Mỗi buổi sáng khi đi làm, từ nhà mà đi tới bến xe bus hay là bến xe điện, tại vì bên Hồng Kông ít người đi làm với xe hơi lắm. Hầu hết đều đi làm bằng những cái phương tiện vận chuyển công cộng. Thì từ nhà tới cái trạm xe buýt hay trạm xe lửa
phải đi 15 phút hoặc là nhiều hơn hoặc là ít hơn chút. Thì nếu quý vị áp dụng cái lối đi thiền hành đó, mỗi bước chân đi cho thảnh thơi, đừng có lo lắng, đừng có suy nghĩ, bước vào thở vào, con đã về, thở ra, con đã tới, và chế tác được hỷ lạc trong từng bước chân, là lúc đó quý vị đang tiếp xúc với thầy, tại thầy cũng đang làm như vậy. Nó hai làn sóng điện nó đi đôi với nhau, quý vị bắt được cái làn sóng điện của thầy, chứ không phải là phải đi qua pháp mới gặp thầy. Không, đi qua pháp cũng chưa chắc được gặp thầy. Thành thử ra khi mà quý vị đi tới trạm xe buýt, mà nếu quý vị áp dụng những điều thầy dạy ở trong khóa tu này, là trong khi đi thì chấm dứt sự suy nghĩ, chấm dứt sự nói năng, đi như thế nào để mỗi bước chân mình chấm được vào cái sự thật, cái sự sống với những màu nhiệm của nó, trời xanh mây trắng, hoa nở, chim hót thông reo, và nuôi dưỡng được thân tâm, thì lúc đó quý vị đang có truyền thông tốt với thầy. Còn nếu quý vị đi như quỷ ma đuổi, quý vị lo lắng sầu khổ suy nghĩ suốt ngày, thì quý vị có gửi email hoặc là telephone cũng có truyền thông với thầy, thì rất là rõ là hàng ngày thầy đều đi như vậy hết. Mỗi khi thầy đi thì chấm dứt suy nghĩ, và mỗi bước chân thì chỉ chắc hỷ, chỉ chắc lạc. Mỗi bước chân đụng chạm vào được cái tình độ, cái niết bàn. Thì nếu quý vị đi được như vậy thì thầy trò mình không bao giờ xa cách. Và quý vị có thể tiếp thu được cái năng lượng của thầy trong khi đi như vậy. Thì tự hỏi trong 1.300 vị thiền sư ở đây, có ai muốn phát nguyện làm như vậy không? Thì tất cả 1.300 người đều giơ tay hết. Thì hôm nay tôi cũng muốn làm như vậy. Là quý vị có hứa với thầy là khi về nhà sẽ đem một vài cái điều mà mình học ở đây về áp dụng hay không? Từ cái chỗ parking lot mà đi tới cái sở làm, quý vị có muốn đi thiền hành như là thầy đang đi mỗi ngày không? Quý vị có muốn đi thiền hành, chấm dứt suy tư, chấm dứt nói năng, nở nụ cười và tiếp xúc với sự sống màu nhiệm trong cái thời gian mà đi từ parking lot cho tới cái chỗ sở làm hay không? Làm những điều ấy thì mình không bao giờ, sẽ không bao giờ bị cái stress nó xâm chiếm của mình. Mình giữ được cái sự thanh tịnh, an lạc của mình, và mình sẽ chăm sóc gia đình của mình hay hơn. Ở Capitol Hill đó, nó có nhiều vị dân biểu, quốc hội, congressman và senator, họ đi thiền hành như vậy. Tại vì tôi đã từng mở 2 khóa tu cho các dân biểu và nghị sĩ ở tại Capitol Hill rồi. Và có nhiều vị báo cáo rằng từ cái văn phòng của họ mà đi tới cái chỗ họ bỏ phiếu là luôn luôn họ áp dụng cái chuyện thiền hành. Mỗi bước chân không có suy nghĩ, không có nói năng, chỉ thở, mỉm cười và tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống. Vì nhờ vậy mà họ sống sót được cái đời sống rất là khắc nghiệt, rất là bận rộn của một nhà chính trị. Thì nếu quý vị mà hứa với thầy là sẽ đi như vậy, từ cái parking lot về nhà hay là tới chỗ làm và đi như vậy, thì chắc chắn là mình có sự truyền thông, không có cần phải 2 năm nữa mới gặp nhau, mình sẽ gặp nhau mỗi ngày. Thank you.
mời các thầy các sư cô lên và các vị tiếp hiện lên. Mời quý vị đứng dậy. Chúng ta sẽ hát bài No Coming, No Going, như là chúng ta đã học ngày hôm nay. Không đi đâu cũng không cần đến, không trước cũng không sau, cầm tay nhau đứng bên nhau rồi chia tay bước cho thành thời, cũng bởi vì chúng ta đã có nhau rồi từ lâu, cũng bởi vì chúng ta sẽ có nhau hoài mãi sau. No coming, no going, no after, no before. I hold you close to me, I release you to be so free, because I am in you and you are in me, because I am in you and you are in me. Không đi đâu cũng không cần đến, không trước cũng không sau, cầm tay nhau đứng bên nhau rồi chia tay bước cho thành thời, cũng bởi vì chúng ta đã có nhau rồi từ lâu, cũng bởi vì chúng ta sẽ có nhau hoài mãi sau. Dạ thưa kính bạch sư ông, con kính thưa các bác, các bác chịu khó nghe con một vài câu nữa. Con xin đại chúng mình để bộ đoàn và tọa cụ hai bên thiền đường. Thưa đại chúng, cô trụ trì của Lộc Nguyễn xóm các sư cô muốn xin có vài lời, tại vì có nhiều vị nói là ngày hôm qua sư cô trình bày rồi có nhiều người muốn cho mượn tiền, cho thì không có nhiều nhưng mà có thể cho mượn được, thì cho cho mượn như thế nào, liên lạc như thế nào, sư cô nói đi. Dạ, ở cái bàn mà để foundation của Thích Nhất Hạnh đó, dạ, cái bàn mà để foundation của Thích Nhất Hạnh đó thì có một cái tờ để ni xá, thì một bên đó là quý vị tùy hỷ cúng dường, còn một bên kia là để cho mượn, và dưới đó nó có chi tiết. Và có những vị có nói là ở xa mình có thể cúng dường trên cái online á, thì đi vào cái website đó và mình có thể cúng dường theo cái số đó thì được hết. Dạ. Yeah. Một lần nữa xin cảm ơn đại chúng đã đến đây tu tập, và khóa tu này quý vị tu rất là thành công. Quý thầy quý sư cô cũng nhìn thấy vậy. Khi đến thì mệt mỏi nhưng mà về thì nhờ pháp của sư ông nên người nào cũng tươi mát như những đóa hoa. Con kính thưa sư ông, con kính thưa quý cô, quý chú. Ngày hôm qua mình có lấy cái mỗi người có viết một cái thiệp sinh nhật 10 ngày tiếp nối của sư ông. Thì nếu mà các cô, các chú nào chưa biết chỗ để mình bỏ vô thì con xin bỏ vô chuông. Và trong mấy ngày nữa thì chúng con sẽ dâng lên cho thầy. Và các cô, các chú nào ở trailer, ở những cái dorm thì con...